ngon tuyệt vời luôn á. Ăn kem. Trăm miếng nữa đi, cho mà bây giờ cho màu xanh đi. Mà cho thích cây màu vàng đi, cho màu vàng đi. Ừ, nhưng mà nó màu hết màu vàng à, màu vàng trong đây nè. Ok, không sao, hết cho miếng nhỏ nhỏ cũng đi. Có ăn màu cho nước cây. Cho màu cho nước cây này nè. Màu coi màu red đi. Có múc cái nước nó ăn ngay cho, tại vì cái nước nó sẽ bị chảy á. Hai mẹ con đi ăn kem. Kem. Ba ghé vô, ghé chứ. Ghé cho ba. Ăn cái viên chiều cho ba nội con. Sophie đâu? Không thấy Sophie đâu, hết cho Sophie miếng kem đi. À, hết hồn luôn. Hết hồn luôn. Ây da. Hả? Cái má đỏ lét vậy. Sophie, lúc em ăn miếng à. Sophie cho miếng nhỏ xíu rồi con. Ờ, miếng đó, miếng nhỏ thôi. Hồi nãy giờ cho mẹ ăn chung mà, cho Sophie miếng nhỏ đi. Cho bà ăn miếng với. Cho nó chút xíu thôi. Sophie con đi đâu nãy giờ? Ngồi cái má nó đỏ mà nó nổi lên luôn kìa anh. Bóng. Hả? Bóng. À con đi bóng, chơi bóng về hả? Hết. Gì vậy đi nữa hả? Ăn nữa hả? Thôi. Ăn cái hũ kem này, cái ly kem này ngon quá à. Ngon một ly nữa. Ngon dữ vậy. Ăn nữa, không, em không ăn đâu, em nhức răng á. Ê răng á. Anh à, ăn kia, ăn đi, anh mua đi. Ngon. Vậy hả? Cái này đường mà, cái này là kem đá mà. Siro đá. Siro với đá bào. Hello, bạn Ken hôm nay đi chơi, bạn Ken đang ăn kem nha. Bạn Ken ăn kem để bạn Ken khỏe mạnh rồi chưa, bạn Ken đi đâu nữa bạn Ken? Ngon không con? Ôi ăn miếng to dài luôn kìa. Wow. Nhưng mà cái mặt đang bị thương. Ê, dơ.